Xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái một số cái chiến thuật trong cái đánh của công hội chiến. Thì đầu tiên mình vào icon. Thì với cái công hội chiến này thì nó có ba kiểu đánh. Một là cái kiểu để mặc định thôi, tức là nó đội hình như thế nào thì ra trận đúng như vậy. Kiểu thứ hai đó là cái kiểu đánh theo kiểu theo kiểu là tháo bớt đồ để hạ hạ được chiến xuống đánh. Kiểu thứ ba đó là đánh theo kiểu rút người. Thì cái kiểu đầu tiên thì chả có gì để nói rồi, đúng không? Tức là kiểu đầu tiên ví dụ như là mình đấy, hai đội hình mặc định là như thế này thì nó đánh đúng như vậy thôi, nó cứ lần lượt đánh thôi. Nhưng nếu lần lượt đánh như vậy thì cảm giác là nó sẽ như kiểu là gần như là bên nào trội hơn thì chắc chắn là ăn luôn rồi. Nên người ta sẽ tiếp tục sang cái kiểu đánh thứ hai. Kiểu đánh thứ hai là kiểu đánh hạ lực chiến. Thì kiểu này nó cũng khá là lợi nhưng mà tuy nhiên không đánh giá cao bằng kiểu cuối cùng. Thì kiểu này thì mình sẽ làm sao? Đó là ví dụ như là mình đánh ở đây, ví dụ như là mình sẽ đánh như thế này. Tức là nếu mình để ví dụ như người đầu tiên đánh với người đầu tiên bên này, hai phe đánh nhau thì cái người ví dụ bên mình là công hội fake này, thì ví dụ như bên hội mình đánh ấy, thì chắc chắn là người đầu tiên này sẽ thua, đúng không? Tại vì thay vì để một người chắc chắn sẽ thua đánh với lại người này thì đôi khi ta có thể hạ lực chiến của một tướng xuống. Ví dụ như mình hạ lực chiến, ví dụ như là mình thấy là nick ví dụ mình thấy nick Bishop thì có thể cân được 5 người nhóm 1 và lực chiến cũng gọi cho là cũng không chênh quá nhiều ấy. Nick Bishop thì chỉ có khoảng 2 triệu 9 lực chiến thôi. Thì có thể mà mình có thể hạ nick Bishop xuống khoảng tầm 1 triệu 7 lực chiến để nó, thì nó sẽ đánh được sẽ được ra trận trước cái nick Luffy The King này, đúng không? Vậy thì khi đó thì với cái lợi thế sức mạnh hơn ấy thì cái nick Bishop này nó hoàn toàn có thể mua lên chiến để đánh một phát là cân được 5 đối thủ, hoặc là không mua lên chiến thì cân được 3 đối thủ. Thì cái phương pháp này nó được cái lợi là nó có thể cho một số cái tướng mà một số đồng đội mạnh hơn xuống để chặn chặn trước địch để lấy lợi thế. Tuy nhiên nó có một cái bất lợi nữa là vì vì phải hạ lực chiến xuống mà lực chiến có thể chênh rất nhiều. Thì ví dụ từ 2 triệu 9 mà xuống khoảng 1 triệu 7 thì mất cũng khá khá, mất khoảng 10 triệu lực chiến rồi. Thì như thế thì đồng nghĩa việc là sẽ phải bớt đồ bớt tướng các thứ đi. Và khi mình bớt đồ bớt tướng đi tức đồng nghĩa việc là mình sẽ yếu đi, dù cho bản chất một tướng của mình hoàn toàn có thể mạnh hơn. Vậy thì cách này nó cũng lợi nhưng mà nó sẽ không lợi được nhiều. Hay như đơn giản như ở nhóm 5 chẳng hạn ấy, thì bạn thấy là cái chốt cuối của bạn là cái người cuối cùng không thể đánh thắng được cái những cái nick cuối cuối của bên địch ấy, thì thay vì cứ để nick cuối đấy chết không đánh được ai thì mình sẽ tháo bớt đồ của cái con mạnh nhất của cái chốt cuối ra để hạ lực chiến nó xuống để nó được cái vị trí đứng đánh sớm hơn các tướng khác. Ví dụ như là tháo xuống khoảng 8 triệu lực chiến để đánh trước nick Queen này, đúng không? Thì ở cái tầm lực chiến đấy thì vì cái nick này nó quá mạnh ấy nên là khi nó hạ bớt bớt tướng xuống ấy nó vẫn quá trội so với những cái nick mà nó sẽ phải đối mặt ấy. Vì thế nó hoàn toàn có thể đánh được từ 3 đến 5 tướng để lấy thêm chút lợi thế cho phe ta. Và nhắc đến cái vấn đề này thì ta có một vấn đề nữa, đó là chúng ta có thể là vấn đề là mua liên chiến. Tức ở đây mình sẽ có một ô, ví dụ như ở đây. Ví dụ như nếu một nick mà bình thường sẽ có ô này, là bạn sẽ thể bỏ ra 500 vàng để tăng lần thắng. Tức là hiểu như thế nào? Tức là bình thường bạn sẽ đánh được tối đa là 3 lần. Nếu như bạn thắng được cả 3 thì bạn đánh được 3 lần. Còn nếu bạn tăng thêm lần thắng, bỏ 500 vàng ra thì bạn sẽ đánh lên được khoảng 5 lần. Đúng không? Còn nếu mà bạn mua liên chiến thì bạn tối đa đánh được 5 lần. Nhưng giả sử như kiểu đánh xong 4 lần bạn thua rồi thì lần cuối của bạn coi như không được đánh. Hoặc là bạn đơn giản là bạn đánh xong 3 lần là bạn đã thua rồi thì bạn sẽ không thể tận dụng nữa, thì coi như bạn sẽ mất vàng oan, đúng không? Còn nếu bạn tự tin có thể đánh được ấy, thì bạn hãy tăng lần đánh lên để đánh thêm là hai đối thủ để tăng lợi thế lên. Sau khi mua thì nó sẽ kiểu hiển thị này, tăng lần thắng sẽ không ấn vào nữa, mỗi mỗi sẽ chỉ được mua một lần thôi, tức là mỗi một ngày đấu được mua một lần. Thì bạn khi bạn mua lên thắng thì bạn cũng phải để ý một chút là bạn xem các đồng đội xung quanh mình ấy. Giả sử như kiểu bạn thấy là ví dụ như bạn mua lên thắng ấy, mà đồng tiếp theo của bạn vẫn có khả năng đánh được những tướng tiếp theo thì hãy mua, đúng không? Còn giả sử bây giờ giả sử bạn mua lên thắng bạn cân được 5 nhưng mà đồng đội nhưng vì bạn đã cân được 5 nên bạn đẩy cái địch thủ có lực chiến cao gặp cái đồng đội tiếp theo của bạn ấy, thì đồng đội tiếp theo của bạn nhiều khi thua luôn, thì lúc đấy thì sẽ là gây bất lợi cho đồng đội của bạn. Còn giả sử như nếu như bạn chỉ cần không mua lên chiến mà đánh có 3 thôi và đồng đội của bạn sẽ gặp được hai đứa tiếp theo, là hai đứa đúng mà đáng ra nếu bạn mua bạn sẽ giết được ấy, là đồng đội của bạn có thể khử được hắn, thì như thế thì đồng đội của bạn sẽ tăng cái cơ hội giết được đối thủ hơn thôi.
Vì thế là khi mình mua mình phải nhìn cả đồng đội của mình nữa, xem có thể tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội của mình tấn công được không. Ví dụ như trận hôm trước của mình, ví dụ cái trận này, không trận này thì yếu quá, trận này à, đấy chứ. Đấy, ví dụ trận này Nick Jojo nó mua liên chiến nó cân được 5 đúng không, tiếp theo đến Nick Bishop cũng mua liên chiến nó cũng phải cân được 5, thì như thế là tự nhiên là chưa làm gì hai Nick đã khử được 10 của địch đúng không. Còn nếu giả sử như trường hợp này Nick Jojo mua được 5 mà Big B Shop chỉ giết được một đấy, thì có phải là vô tình là Nick Jojo này là đã làm cho Nick B Shop mất đi lợi thế đúng không? Vì thế nên là khi mà đánh ấy, thì mình quan sát cả đồng đội của mình nữa. Ngoài ra trong công cuộc chiến cũng có một vấn đề nữa là giả sử như bạn nhé, ví dụ như là đến đây Nick B Shop ấy, giả sử thấy Nick B Shop này, tức là nó sẽ đánh theo kiểu là lúc trận đầu tiên lực chiến ai cao hơn ấy thì người đó sẽ đánh trước. Nhưng mà sau khi ví dụ như là con Jojo này đã đánh thắng, đây mình thực nghiệm cho bạn. Đây thì bạn có thể thấy nhá, là nick Jojo của mình sẽ chiến thắng cái nick này. Và lực chiến nick Jojo khởi điểm nó cao hơn nick đó nên nó được đánh trước. Thì bạn để ý là sang lượt thứ hai này. Bạn thấy ngay lập tức đúng không? Là mặc dù cái tập chiến của Jojo này vẫn cao hơn con tiếp theo nhưng mà nó bị đánh sau đúng không? Tức là nó hiểu như thế nào? Tức là đối nếu như mình đánh thắng ấy thì lượt tiếp theo auto mình sẽ là thằng đánh sau. Dù lực chiến mình có cao hơn cả địch mình không đúng được đánh trước, đúng không? Đấy là vấn đề của nó. Và ngoài ra ấy, giả sử như bạn đánh mà bạn như kiểu bạn có trái tên lửa đang để khoảng 75 nộ chẳng hạn ấy, mà giả 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 sử sang turn 2 bạn như kiểu bạn sang trận đánh sau ấy, bạn mất vài tướng ấy thì và có thể bị giảm nộ thứ thế. Thì sang lượt tiếp theo ấy, đúng là vẫn mất tướng nhưng mà cái nộ của trái tên lửa của con cầm trái tên lửa nó vẫn là 75 nộ, tức là nó sẽ bảo lưu những thứ mà bạn đang có, nó chỉ đơn giản nó chỉ mất đi tướng thì nó mất tướng thôi, chứ còn cái hiệu ứng những cái số nộ khởi điểm của thứ nó đều được giữ nguyên và cứ đánh thắng là sẽ bị đánh sau. Và đấy lại đặt ra một vấn đề nữa, đó là giả sử con Nick ví dụ như Nick Mr. C này đánh với Nick Bishop, Nick Bishop đã thắng được Nick Mr. C rồi thì có phải Nick thì tiếp theo nó đánh với lại đối thủ tiếp theo là con Jula này, và giả sử con Jula này nó lại mạnh mạnh ngang ngang hoặc mạnh hơn chẳng hạn ấy, thì nếu Big B Shop vừa thắng xong phải đánh sau ấy, nó là một bất lợi không, thì khi đó ấy, bạn hoàn toàn có thể là cố gắng làm sao đẩy một Nick khác vào để cho lực chiến thấp hơn Big B Shop, để cho nó tức là bạn có thể hạ lực chiến một Nick kia cùi chẳng hạn hay một cái gì đó để hạ lực chiến vào cho nó thấp hơn Big B Shop để nó được để sang lượt hai ấy, nó sẽ được đánh trước Nick Bishop, thì nghiễm nhiên có phải là Nick đấy đằng nào nó cũng thua không? Thì nó đã thua là nó thua con Jula này thì tự động sang lượt sau Jula và Bishop lại được đánh trước Jula không? Thì như thế là Bishop lại có lợi thế trong quá trình chiến đấu không? Thì đấy là một cái kỹ thuật nữa trong cái đánh này, và cứ như thế bạn sẽ đánh vậy thì sẽ được lợi thế hơn. Thế thì đương nhiên nó bị một cái bất lợi rất lớn, đó là hạ lực chiến thì hạ càng nhiều thì xác định là Nick càng bị yếu đi nhiều, dù cho bản chất một tướng vẫn hơn nhưng mà yếu đi thì cũng là một cái bất lợi đúng không. Vì thế này người ta mới sinh ra cái cách thứ ba là cái cách mà hiệu quả nhất, đó là cái chiến thuật rút người. Tức là rút người bạn hiểu như thế nào, tức là rút người bạn muốn rút người được ấy thì đầu tiên là nó đòi hỏi là hội trưởng của công hội của bạn là phải có trách nhiệm là rút và phải trực chiến giải cho đến hết thời gian đánh xong. Tức là ví dụ đây mình đang dùng nick hội trưởng đây đúng không, thì bạn có thể vào ấn vào chữ thông tin cập nhật đúng không, bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có danh sách các đồng đội đúng không, thì đây là ô cập nhật này là để cập nhật như kiểu chiến báo ấy, sức mạnh cái thứ vào để lưu vào để đánh giải, cái này không quan trọng rồi, tăng liên chiến như nãy nói rồi đúng không. Thì tiếp theo đến thì nó có một ô dành cho riêng cho hội trưởng là cái ô thay đổi người ra trận này, bạn ấn vào nó thì bạn có thể để ý thấy này, đây là 10 10 nick đầu này đúng không, đến nick thứ 15 không, tức là bạn có 15 nick có thể có nút hiện nút ấn rời trận và 15 nick còn lại là không thể rời trận đúng không. Thì ngày xưa ấy thì nó sẽ tính là như kiểu là 15 nick có điểm cống hiến cao nhất sẽ không được rời trận. Nhưng mà theo hiện tại mình quan sát thì ở đây thì có thể thấy là 15 cái nick nào có lực chiến thấp nhất là có thể rời trận, đúng không? Vậy thì khi đó thì vấn đề đặt ra là gì? Đó, chúng ta hoàn toàn có thể rút sạch những cái nick này ra. Đây, bạn có thể ấn rời trận này. Thì bạn sẽ thấy là khi bạn ấn rời trận ra ấy, bạn ấn lưu thay đổi ấy, bạn vẫn có thể lưu được, đúng không? Khi đó bạn chỉ còn 15 trên 30 tướng. Đây bạn nhìn. Đấy không, bạn thấy à, đến đến nhóm thứ ba này người thứ 15 là hết người đúng không, các nhóm sau không còn người đúng không. Đấy thì bạn thấy rằng là nó hoàn toàn có thể lưu được, và khi mình lưu như vậy mình ra chân ra quân với 15 người ấy, thì cái lực chiến tổng ấy của công hội ấy, nó vẫn không tụt xuống đúng không? Mà số người như thế đó là còn có 15 thôi,
Thì tại sao ta lại rút người như vậy để làm gì? Tại vì ấy, thay vì cái việc mà cứ phải tháo đồ của top xuống để cho top bị yếu đi để đánh với địch thủ ấy, thì bây giờ ta hoàn toàn có thể dùng 15 nick cuối lực chiến cao nhất, cũng là 15 nick ngon nhất để đi đánh với lại những cái nick đầu tiên của địch ấy. Thì khi đó ấy, bạn sẽ thấy là một cái nick mà mạnh ở nhóm cuối đi đánh một cái nick yếu ở nhóm đầu ấy, thì cái tỷ lệ mà cân 3 đến cân 5 rất là cao đúng không? Như thế là sẽ tạo một cái lợi thế cho bạn rất là lớn. Thì bạn gần như những nhóm đầu có thể san bằng được. Ví dụ như trận chiến này là trận mình đã rút người. Thì bạn có thể thấy này, thắng rất là nhiều đúng không? Bạn thấy là bên mình thắng rất là nhiều. Đây, thắng rất là nhiều luôn này. Đấy, xong rồi đến đến nhóm cuối thì thua rất là nhiều đúng không? Đấy, thì việc việc mục đích của nó đó là làm sao? Đó là để cho 15 nick mạnh đánh với lại những cái nick yếu trước. Thì như thế đến lượt thứ tư ấy, thì sau khi bạn đánh như vậy đến lượt thứ tư ấy, là hội trưởng sẽ có trách nhiệm là lại vào cái thay người này đúng không? Sau đó lại thêm người vào. Tức là mình khởi đầu đánh bốn nhóm đầu với lại 15 nick cuối. Nhưng mà cái giai đoạn sau ấy là mình sẽ đánh với lại sẽ cho hết tất cả 15 cái nick yếu vào. Tôi gọi là 15 cái nick rác vậy. Sau đó bạn lại lưu lại. Thì khi đó thì bạn lại hoàn toàn có đủ, tức là bạn hoàn toàn có thể nói là tổng người đánh của bạn vẫn là 30 trên 30, chỉ đơn giản là bốn nhóm đầu thì bạn đánh với trạng thái 15 trên 30 thôi. Đúng không? Vậy thì như thế thì bạn xem trên cái trận hôm qua bạn có thể thấy là bốn nhóm đầu đang thắng như thế này, sau đến loạt sau này. Tức là loạt sau khi bạn thêm người vào ấy, thì nó vẫn theo nguyên tắc lực chiến thôi, là những cái nick yếu đó nó lại lên đánh trước. Đúng không? Nó đẩy những cái nick top vẫn lại xuống cuối. Và vì thế thì đấy lại quay ngược lại vấn đề là các nick yếu đánh nick mạnh thì auto là thua rồi đúng không? Vì thế nên bạn thấy ở đây này, một loạt nick yếu của mình cho vào thì gần như thua hết, không không nick nào thắng được không, cho đến cuối. Thì đến cuối này tức là như trận hôm qua là đến bạn này rồi, tức là còn mỗi mình là mình chưa được ra trận mà địch đã hết người rồi. Tức là sao? Tức là vì cái nhóm đầu đã toàn thắng, hoặc là có thể vẫn có thua nhưng mà kiểu tỷ lệ thắng nó cao quá, nó lấn át số lượng đi. Tức là nhiều khi lúc đến như kiểu hôm qua mình nhớ là đến hiệp 5 là địch chỉ còn 6 thôi mà mình còn tận hai mấy cơ, 6 à, mình còn tận khoảng tầm 19 cơ. Tức là sáu người này không mua liên chiến ấy đều thắng hết ấy, thì 36 là 18 rồi, thì vẫn cần thêm một người nữa mới đánh được đến mình thôi, và vì bọn bạn hết người rồi nên thành ra đội mình thắng thôi. Thì đấy là cái lợi ích của cái việc rút người. Thì cái rút người này có cái ưu điểm như thế, nhưng mà nếu nó rất là lợi hiện nay. Tại vì sao? Tại vì đôi khi ấy, là cái giải đấu này diễn ra giờ chiều, có thể hội trưởng của đó của công hội kia không thể on để mà xử lý được. Đúng không? Thế nên là nghiễm nhiên là gần như là chiến thuật một chiều rồi. Tức là nếu hội trưởng bạn on rút người ra ấy, thì gần như là đội bạn cứ đứng yên như vậy và bạn cứ rút người đánh thôi, thì nó chưa có sự tương tác cao nhiều lắm. Thì nó nên là tính ra bạn rút người tỷ lệ thắng của bạn rất là cao. Dĩ nhiên là cũng phải có một cái cơ sở ở đó, ví dụ như là top cuối của bạn phải có cơ sở là phải đánh được cái top cuối của bên đội bạn thôi. Tại vì dù bạn rút người hay không rút người ấy, thì phần lớn về sau nó cũng sẽ dồn. Ví dụ như ở bạn rút người ra thì có thể là khoảng 10 nick đầu của bạn thắng hết đi, thì khi bạn thêm người vào thì cũng thể ngược lại là 10 nick cuối của họ cũng lại thắng hết. Đúng không? Chẳng qua nó tăng cái lợi thế cho bạn thôi. Ví dụ như bạn sở hữu một công hội mà lực chiến tổng có quá thấp ấy, thì coi như những nick đầu nếu đánh thứ tự đan xen ấy, thì gần như là sẽ không có khả năng của nick nào được cân được khoảng từ 3 đến 5 cả thôi. Còn khi bạn rút người ra thì sẽ có những cái nick có khả năng cân được từ 3 đến 5 để tạo cái lợi thế ở quân số, để về sau lúc thêm người vào vẫn thua thì cái quân số nó bù lại, bù đi bù lại, thì nó sẽ giúp cho bạn được cái lợi thế. Nhưng mà cái rút người này nó sẽ ưu điểm như vậy, tại vì đơn giản là giải đấu diễn ra cả tuần, nhiều khi bên đội bạn thì không ngon, nên vì thế nên là nó là mình hoàn toàn có thể chủ động về chiến thuật. Còn nếu trong trường hợp đội bạn on ấy, thì người ta hoàn toàn có thể khử ngược lại mình. Đó là sao? Đó là người ta thấy mình rút người, họ cũng sẽ có thể rút người theo. Thì khi đó lại 15 nick mạnh nhất của họ đánh với 15 nick mạnh nhất của mình. Thì nếu như mình không thêm người vào thì coi như có thể mình sẽ thua sớm từ nhóm 4. Nếu như công hội bạn của đội bạn mạnh hơn công hội mình quá nhiều đúng không? Cũng như cái trường hợp mà bạn tháo tướng xuống ấy, có thể bạn tháo xuống nhưng mà nếu mà hội trưởng công hội bạn có đem có xem và phát hiện ra bạn tháo xuống, hoàn toàn có thể tháo một nick tốt khác xuống để chặn ngược lại bạn thôi. Thì như thế mới tạo sự gay cấn của cái công hội chiến này. Còn nếu khi mà đội bạn không ngon đấy thì gần như là bạn toàn quyền thôi, thế bạn cứ tháo ra thì đội bạn vẫn đứng yên như thế thì nó sẽ dễ hơn. Còn nếu như đội bạn cũng ngon mà hai người cùng cùng có những cái chiến thuật như nhau ấy, thì đấy trận chiến rất là căng thẳng luôn và mình sẽ không thể gọi biết trước được ai sẽ thắng. Còn nếu mà công hội bạn quá mạnh ấy, ví dụ như ngày hôm nay mình đánh ấy này, thì bạn có thể thấy là một công hội nó gần như gấp đôi lực 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 chiến rồi, tổng lực chiến rồi. Bạn thấy rằng với lực chiến tầm 3 triệu
7 cho người đầu tiên ra trận ấy thì nó phải tương đương với, nó còn tương đương với đây, nó phải sờ ngang ngang với người thứ 15 trở đi của công hội mình rồi, tức là công hội bạn mạnh hơn công hội mình quá nhiều ấy, nên là cái tỷ lệ mà mình có thể đánh thắng được là gần như là thấp, nhưng không phải là không có. Tức là nếu như mình rút người xuống ấy thì thôi, bây giờ mình xét trường hợp mình không rút người nhé, nếu mình không rút người thì bạn có thể thấy ấy, là coi như mặc định ấy là tất cả nhóm một của mình ấy cứ 1 triệu 1 triệu 1 triệu 2 triệu, thấy tầm 1 2 triệu lực chiến đánh với 3 triệu 4 triệu đến 5 triệu lực chiến ấy, thì tất nhiên là mặc định là chắc chắn là thua đúng không? Thì có thể là sau khoảng 4 nhóm là công hội mình đã gần hết người rồi, thì tất cả lực chiến của công hội bạn cứ tăng đều, nó tăng gần như cứ một người đối diện là gấp đôi đúng không? Ví dụ đây 1 triệu 7 thì người đối diện là 3 triệu 7 này, 1 triệu 7 này đối diện là 4 triệu 7 thôi, gấp quá nhiều lần đấy. Thì nếu như mình không rút người thì coi như là đến nhóm 4 là coi như đã gần hết người rồi đúng không? Còn khi mình rút người ra ấy thì tức là mình sẽ tính từ cái nick Hoàng Nha đấy, tính từ nick Hoàng Nha này trở đi ấy, thì lực chiến sẽ xem từ khoảng 4 triệu đến 5 triệu trở lên. Thì lúc đó lại có cơ hội là nick Hoàng Nha có thể có cơ hội thắng được nick Thần Công chẳng hạn, và thậm chí có thể đánh, có thể là thắng, chỉ có thể đánh 1 đối 1, hoặc có thể thỉnh thoảng một số nick được chiến cao hơn chút có thể đánh được lên 2 đến 3, thì nó giúp cho mình có thể đánh được một số đối thủ của bạn, nó giảm, nó sẽ có xác suất đánh thắng được người của công hội bạn, chứ không phải là mặc định là thua sạch nếu như để nguyên không, thì đấy cái lợi ích của rút người không. Rồi sau khi mình rút mình cố gắng cân vậy thôi, thì tất cả nó sẽ dồn hết căng thẳng xuống nhóm 5 đúng không? Và cái kiểu đích mình đang mua lên chiến ấy, tức là mình sẽ kỳ vọng là mình sẽ có thể đánh 5 người đúng không? Nhưng tất nhiên cái này rất là khó, thì bạn có thể thấy này là người cuối cùng của hội bạn này mạnh hơn của hội mình, và hai nick nick mình với nick bạn ấy cùng một cụm lên server đang đánh nhau suốt ngày rồi, thì tức là mình đánh trước còn chưa chắc đã thắng, vẫn còn đa số là thua ấy, vẫn có cửa thắng nhưng mà đa số là thua ấy, nên là mình không thể chắc chắn thắng được nick này, thì nói gì đến việc mà đánh một lúc đấy mà 4 nick còn lại không, trong khi nick này cũng cao lực chiến hơn của mình, dù nick này cũng không mạnh lắm nhưng mà nó cao lực chiến hơn đúng không. Và giả sử như mình đánh được thắng được nick này, tức là trận hôm nay mình xác định 100% ấy là nick của mình sẽ không được đánh trước cái nick cuối cùng của hội bạn dù mình có rút người, tại vì hội mình quá yếu mà, tức là cùng lắm thì có thể kéo cho mình đánh cái người cuối cùng thôi, nhưng mà sẽ đánh trên trái đánh sau ấy, tức là đánh trước còn chưa chắc đã ăn được thì đánh sau rất là khó ăn. Thứ hai là đánh với mấy cái nick này, ví dụ như có thể đánh với nick khoảng từ 20 triệu lực chiến trở xuống thì có thể là không mất máu, nhưng mà đánh với những cái nick tầm gần 40 triệu đến hơn 40 triệu lực chiến ấy, thì chắc chắn là có thể mình sẽ mất tướng đúng không, và nên là đánh đủ tướng vào chơi ăn ai thì lúc mất tướng thì chắc chắn là thua, còn thắng thì vẫn có hy vọng đúng không, tại vì thời này là thời hiệu ứng mà không, vì hoàn toàn có thể có cơ may có thể cân được cả năm đúng không, nhưng cơ may nó không cao lắm, và mình cân năm ấy mà đồng đội của mình kéo làm sao cho đến lúc mà ra trận ấy nó đánh được đến người thứ 25 ấy là đẹp, thì mình cân năm có tác dụng. Còn giả sử như mà như công hội mình có rút người ấy mà đánh nó chỉ đến được đến người thứ 24 đấy, thì giả thì mình có cân 5 đi chăng nữa thì cũng chỉ đánh được người 29 thôi, thì hoàn toàn vẫn thua đúng không. Mà giả sử hôm nay mình rút người mà hội bạn cũng rút người theo ấy thì đúng không, thì mặc định có phải là công hội mình có thể thua sớm luôn đúng không. Đấy là nó còn phụ thuộc vào việc là công hội đối phương có on hay không. Còn chiến thuật nó chỉ có 3 chiến thuật thì thôi, thì chiến thuật hay nhất vẫn là chiến thuật rút người, nhưng mà chiến thuật rút người lại lệ thuộc rất nhiều vào hội trưởng. Và cái công hội chiến này bạn muốn tối ưu nhất ấy, thì hội trưởng phải on này, thứ hai là hội trưởng phải quản lý về các cái nick trong công hội, để ví dụ như là lúc nào muốn rút người thì ta có thể rút thì có thể dùng nick hội trưởng rút, nhưng giả sử có thể đan xen nó rút người với hạ tướng xuống ấy, thì cái đấy hội trưởng phải chủ động vào nick người khác, chứ không thể cứ hò bạn bạn tháo đồ xuống để chặn người này đi chẳng hạn đấy, mà người đấy không online thì làm sao mình có thể tháo được đúng không? Vì thế nên đòi hỏi là bạn phải có sự tin tưởng với nhau, để tất cả các nick ấy nó dồn vào thành một hệ thống, một người quản lý một đống nick đúng không? Thì nó mới tiện cho chiến thuật được. Và khi bạn đã xác định rút người ấy, thì bạn phải rút trước khi ra trận đấu đúng không? Tức là ví dụ như 3 giờ đánh hiệp 1 mà bạn xác định là sẽ rút người rồi thì khoảng 3 giờ khoảng khoảng 2 giờ 50 chẳng hạn, hoặc là bạn cho căn sát sát đến tầm 2 giờ 59 chẳng hạn, bạn rút ra cho bất ngờ chẳng hạn đúng không? Thì bạn rút ra để bạn lưu lại thì nó mới có tác dụng. Còn nếu như bạn đã để đánh rồi thì bạn muốn rút ra rất là không thể rút được không, vì không thể cập nhật được mà. Và cái thông tin ấy sau mỗi hiệp đánh thì 10 phút sau mới cập nhật được. Và đánh ấy thì thường ví dụ như là thì bạn phải để ý cái vấn đề cập nhật thông tin ấy. Tức là ví dụ như kiểu đây là nick. Ví dụ như thôi ví dụ sợ hôm qua đi. Đấy. Ví dụ như thế này nhá, đánh này về Bishop ra trận này không? Bạn thấy bạn muốn cập nhật, bây giờ Bishop lên thêm một tí sức mạnh nữa và muốn cập nhật vào, thì mà đã đánh xong đánh ván một đấy thì hoàn toàn nhóm 2 Bishop sẽ không được cập nhật bạn nhé, tức là đã ra trận rồi là không được cập nhật đúng không? Và nó thường sẽ tính hai cái đích kế, ví dụ như đích Hoàng Nha đích Sa này sẽ không được cập nhật tiếp nếu như bạn đánh xong nhóm 1 rồi, mà sẽ thể cập nhật được từ cái đích Marco trở đi
Đấy là giả sử như trường Tức hợp là đánh mình xong sẽ nhóm 1 không và đến nhóm 2 đúng không? Thế bạn thấy thì thường thường sẽ sẽ lấy lấy khoảng khoảng hai cái nick kế nhiệm, kế tiếp cái nick mà đang đánh ấy, nó sẽ thường là sẽ không cập nhật được. Vì thế nên chủ động là cập nhật từ sớm hoặc là tối thiểu là trước khoảng một hiệp trước khi bạn ra trận ấy, thì nó sẽ an toàn hơn. Thế bạn không nên để sát giờ mới cập nhật nhé, thì nó rất là nguy hiểm. Và nếu với chiến thuật thuật rút rút người người ấy, ấy. và nếu bạn có quản lý các cái nick yếu ấy, thì thay vì cứ để phó mặc ấy, bạn hãy để số hiệu ứng vào đi. Ví dụ như mà để những con kiểu Fukabushi này, khả năng hay là con Lo này, con Domingo này, con Hori này, nó dùng những con hiệu ứng nhiều nhiều ấy, để biết đâu được hên hên mấy nick cùi ấy nó lại có thể hạ được một nick vừa vừa của địch thì sao, đúng không? Thì vậy thì nó sẽ là Là tối tối ưu ưu nhất cho nhất cho bạn, đúng bạn. không? Thì trên đây Trên là đây mình mình đã đã nói nói cho cho bạn bạn ba cái chia ba cái kiểu đánh của cái công hội chiến rồi. Chọn cách nào, chọn như thế nào thì nó phụ thuộc vào cái hoàn cảnh bạn đánh này, đối phương của bạn thế nào này, công hội bạn thế nào, có cơ hội đánh được hay không này. Thường ấy, nếu như mà một công hội bạn yếu nhưng mà cái top cuối của bạn ấy có thể đánh bại ở top cuối của công hội bên địch ấy, thì cái việc rút người hoàn toàn có thể giúp được cho bạn có thể thắng được dù bạn yếu hơn. Tại vì bạn cứ xét cho cùng đi, đánh như thế nào thì cuối cùng xong cũng dồn hết đến nhóm cuối rồi. Chỉ cần cái nhóm cuối nó kiểu tích cực một tí, mạnh một chút thôi thì hoàn toàn có thể đẩy ngược tình thế được. Và thường ấy thì mình thấy rút người ấy, thì thường chỉ là một chiều thôi, tức là người rút thì cứ rút, còn cái người bên kia thường người ta cũng không quan tâm lắm. Một phần là do thưởng giải đấu cũng không cao lắm, thứ hai là giờ đấy là giờ người ta đi làm, nhiều khi có khi người ta không thể on để xử lý bạn được. Thứ ba là có thể nhiều khi người ta tự tin về sức mạnh công hội người ta, nên là người ta cũng không cần phải gì phải phải tìm cách đối phó lại với bạn, đúng không? Đấy. Thì nói chung là mình sẽ quay video trong ngày hôm nay, tại vì mình nghĩ là cũng khó thắng đến ngày mai để mà quay được. Thì thôi quay video này có gì cho trận chung kết, thì nếu mà các công hội nào muốn đánh hay hay một chút đấy thì biết các chiến thuật này để đánh, đúng không? Đấy mà mình rất là nhấn mạnh với chiến thuật rút người, mình thấy là nó là chiến thuật gần như là ấn tượng nhất. À, vẫn đủ Vẫn đủ ba 3 người người đánh đánh nhưng mà nhưng rất là mà lợi rất là thế, lợi nó thế, dùng nó 15 dùng người mạnh nhất đánh trước. Mà thường 15 gọi người 15 mạnh người nhất mạnh nhất đánh đánh trước trước thôi, nhưng mà thường chỉ đánh đến khoảng tầm 10 người thôi là đã có thể là hết nhóm 4 rồi, đúng không? Lúc đấy thì sẽ khoảng 5 người còn lại, nó vẫn đánh ở cuối, vì khi đó mình mình thêm thêm cái cái nick nick gọi gọi là cho là nick nick giáp giáp vào vào thì nó sẽ thì lực nó chiến sẽ thấp lại lực đẩy chiến lên thấp trên lại và đẩy nick lên top trên lại xuống cuối, và đúng nick không? top lại xuống cuối, đúng không? Còn Còn nói nói chung chung nhìn nhìn chung chung thì thì bản bản chất chất mạnh mạnh thì thì vẫn vẫn cứ cứ là là mạnh mạnh thôi, thôi, chẳng chẳng qua qua là là bạn bạn biết biết cách cách đánh đánh thì thì có có thể thể bạn bạn sẽ sẽ tăng tăng được được cái cái tỷ tỷ lệ lệ cơ cơ hội hội thắng thắng của của bạn bạn lên, lên, chứ chứ không không phải phải là là cứ cứ rút rút người người là là sẽ sẽ trăm trăm phần phần trăm trăm thắng. thắng. Tại Tại vì vì nó nó có có thể thể tính tính một một trường trường hợp hợp đơn đơn giản giản như như kiểu kiểu hai hai bên bên cùng cùng rút rút người người đúng đúng không? không? Thì Thì dĩ dĩ nhiên nhiên họ họ mạnh mạnh hơn, hơn, họ họ phải phải thắng thắng rồi rồi đúng đúng không? không? Hay Hay hiệu hiệu ứng ứng hên 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 xui 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 thế thế nào nào thì thì chả chả biết biết được được đúng đúng không? không? Đấy. Đấy. Thì Thì đấy đấy là là về về công công hội hội chiến. chiến. Thì Thì mong mong là là cái cái chiến chiến thuật thuật này này giúp giúp ích ích cho cho bạn. bạn. Chiến Chiến thuật thuật này này mình mình chỉ chỉ học học hỏi hỏi lại lại từ từ mọi mọi người người thôi thôi chứ chứ cũng cũng chả chả phải phải mình mình nghĩ nghĩ ra. ra. Mình chia sẻ lại vì mình tin là rất nhiều người cũng chưa biết, đặc biệt là các cái cụm dưới là chắc là ít khi dùng cái chiến thuật này lắm. Đấy thì video kết thúc ở đây nhé.